Đây là X-Pro, chế phẩm sinh học của công ty CV Việt Nam. Cách ủ X-Pro như sau. Chúng ta ủ một gói X-Pro trong can nước 21 lít nước. Sau đó, chúng ta đậy kín lại và ủ 24 tiếng thì có thể sử dụng. Liều dùng X-Pro như sau. Chúng ta sử dụng X-Pro 30ml trên 1 kg thức ăn. Và kèm theo đó chúng ta sử dụng X-Pro tạt thẳng trực tiếp xuống ao. Trong quá trình nuôi, kiên trì sử dụng X-Pro có thể ngăn ngừa được bệnh chết sớm và giúp đường ruột và gan tôm của bà con luôn đẹp. Đây là chế phẩm sinh học X-Pro của công ty CB Việt Nam. Sau khi đã được ủ 24 tiếng, đã lên men và có mùi chua và thơm đặc trưng, thì bà con chúng ta tạt xuống ao và sử dụng. Quá tuyệt vời.